Marathon quốc tế Đà Nẵng là cuộc thi chạy bộ thường niên và là một trong những sự kiện thể thao nổi bật nhất trong năm. Vào lúc 3 giờ sáng nay, tại công viên Biển Đông, cự ly chạy 42 km chính thức diễn ra. Đây là cự ly chạy quan trọng nhất và dài nhất trong hành trình chinh phục các cung đường tại Đà Nẵng. Mọi năm giải tổ chức vào tháng 8, tuy nhiên, ở lần thứ 11 này, cuộc đua diễn ra vào tháng 3 trong tiết trời mát mẻ, tạo điều kiện cho các runner phát huy tối đa khả năng của bản thân. Sau cự ly 42 km là cự ly 21 km, xuất phát sau đó 1 giờ. Cự ly này có số lượng vận động viên đăng ký đông hơn các mùa trước. Dù vậy, công tác an ninh trật tự và hỗ trợ y tế tiếp nước được tổ chức chú đáo, đảm bảo mọi điều kiện triển khai tốt nhất cho giải chạy. Theo thống kê, giải năm nay tăng khoảng 46% vận động viên quốc tế so với năm 2023, chiếm khoảng 19% số lượng người tham dự. Ngoài hai cự ly chính là 42 km và 21 km, cự ly ngắn hơn như 10 km, 5 km, đặc biệt là đường chạy Jonidas 1,5 km dành cho các runner nhỏ tuổi cũng thu hút lượng lớn vận động viên tham gia. Đây là sân chơi nhí với khoảng 700 vận động viên từ 3 cho đến 10 tuổi. Với cung đường chạy đạt tiêu chuẩn quốc tế, đứng thứ 3 trong số 6 giải marathon đáng tham gia nhất châu Á, cùng trải nghiệm văn hóa phong phú, bầu không khí sôi động, sự thân thiện của người dân địa phương. Marathon quốc tế Đà Nẵng luôn là một trong những sự kiện thể thao thu hút nhất trong năm, đồng thời góp phần không nhỏ trong việc quảng bá du lịch của thành phố Đà Nẵng đến với bạn bè trong và ngoài nước.